Anh bẩm sinh đã chậm hiểu, không biết quan sát sắc mặt của giám đốc Lữ. Xin lỗi nha, bao lâu nay bắt em phải bao dung cho anh. Hay sau này em đừng quen anh nữa. Anh làm sao vậy? Muốn cãi nhau sao? Cuối cùng em cũng nhìn ra được, nhìn đi. Chúng ta nói chuyện với nhau cũng đâu tới nỗi tệ như tưởng tượng. Anh dừng lại được rồi đó, Trác Nguyên. Sao vậy? Từ chỗ nói chuyện sao? Có phải câu này của em có thể hiểu là muốn cắt đứt với anh không? Em muốn nói với anh cảm ơn anh. Chúng ta chia tay đi. Làm gì có ai giỡn với anh chứ. Nếu một người đàn ông lấy chuyện chia tay ra để giỡn thì hắn hết thuốc chữa rồi. Vậy anh cũng phải cho em lý do chứ. Tôi bắt buộc phải chia tay cô ấy. Đây là việc duy nhất tôi có thể làm cho tình yêu của chúng tôi. Cá chàng anh nuôi không thích em. Cảm ơn. Cái này còn dùng không? Không đâu, cảm ơn anh. Cho tôi qua chút. Anh nghĩ nói đại một lý do thì em sẽ ngoan ngoãn rời bỏ sao? Anh đừng quên trước giờ em luôn là Lữ Tiếu Tiếu tò mò về mọi thứ. Giờ là giờ làm việc của Trác đại gia, không nhận trả lời câu hỏi nào hết. Hôm nay nếu anh không đưa ra lý do thì đừng hòng làm việc. Em muốn anh nói gì nữa? Em biết anh đòi chia tay chắc chắn có lý do bất đắc dĩ. Em không ép anh làm lành với em, nhưng anh phải cho em biết có phải có gì đó cản trước mặt chúng ta mà em không biết hay không. Em lại đang nghĩ mình là nữ chính trong phim trinh thám sao? Sao em cứ tự nghĩ mình tốt đẹp vậy?
Đơn giản lắm, chỉ bốn chữ thôi, không có lý do. Tình yêu cũng giống chia tay thôi. Hôm nay Trác Đại Gia vui thì yêu, không vui thì chia tay. Đơn giản vậy thôi, được chứ? Những gì trước đây anh nói với em, từ bây giờ đều sẽ hết hạn sử dụng. Em có thể cân nhắc có nên tiếp tục ở lại Lãng Nhã không. Tới bây giờ em vẫn nhớ những gì anh nói với em vào ngày đầu tiên em vào Lãng Nhã. Chỉ nhớ tốt đó. Tiếc là anh đã quên hết rồi. Em không tin là anh quên. Bàn tay ông trời chỉ đang lợi dụng trí tò mò của em để từng bước dẫn dụ em xuống vực thẳm không biết phương hướng. Em từ bỏ trò chơi này được không? Anh muốn làm vậy thật sao? Anh không sao chứ? Không sao, không sao. Hồi nãy xin lỗi anh nha. Không sao. Hình như cô ốm đi đúng không? Anh kể cho tôi nghe về Trác Nguyên được không? Đám bạn học cũ như bọn tôi đều là đối tượng để mấy cặp đôi thăm dò lẫn nhau. Sao Trác Nguyên lại tới Lãng Nhã làm nhân viên vệ sinh? Cậu ấy không nói cho cô sao? Một người bạn của anh ấy có từng kể cho tôi, nhưng tôi luôn thấy không đúng lắm. Có thể là cậu ấy không muốn cô bị những việc đó dây quanh. Nhưng tôi là bạn gái anh ấy, tôi yêu anh ấy, tôi muốn đồng hành cùng anh ấy. Nhưng cậu ấy không nghĩ vậy. Cậu ấy không muốn phá hỏng cuộc sống của cô. Vậy rốt cuộc anh ấy muốn làm gì? Chuyện đó, cô có biết trước đây Trác Nguyên từng mở công ty quan hệ công chúng không? Vì một sự kiện bị thất bại nên đã phá sản. Đó chỉ là bề ngoài thôi. Thực ra Trác Nguyên vẫn luôn là nhân tài trong ngành PA. Năm đó tổng giám đốc khu vực của Lãng Nhã luôn muốn kéo Trác Nguyên về làm việc cho mình, nhưng Trác Nguyên không đồng ý. Vì Trác Nguyên muốn gây dựng công ty của riêng mình. Sau khi mở công ty thì doanh số tăng cao, còn cướp được một khách hàng quan trọng của Lãng Nhã. Giám đốc khu vực của Lãng Nhã không nuốt trôi cục tức này, nên đã thông đồng với tổng biên tập Dương cho truyền tin về một tour triển lãm hàng hiệu để dụ Trác Nguyên mắc bẫy. Sau việc đó thì tổng biên tập Dương và Trác Nguyên ký thỏa thuận làm lao công cho Lãng Nhã để trừ tiền trả nợ. Cô nghĩ đi, một công ty PR lớn và một tạp chí có sức ảnh hưởng lớn nhất mà cấu kết với nhau thì chẳng phải Trác Nguyên sẽ bị họ nghiền nát dưới chân sao? Xuống xe, không được ngồi lên người vợ tôi. Em biết chuyện trước đây của anh rồi. Em biết anh bị tổng biên tập Dương hãm hại nên mới kẹt ở đây làm nhân viên vệ sinh. Em biết anh không cam lòng và cũng sẽ nghĩ cách để giật lại từ đầu. Dù anh đưa ra quyết định gì, em cũng sẽ ở bên cạnh anh, ủng hộ cho anh. Nè cô, tưởng mình đang quay chương trình sự thật sao? Phiền cô giữ sự thương hại này cho người khác. Tôi không cần. Tôi không biết cô nghe được mấy chuyện đó từ đâu. Nhưng chúng ta chia tay rồi, cô không cần tốn công như vậy. Cô đừng có lại đảo lộn thị phi, khoe khoang tài năng kể chuyện thiên phú của cô được không?
Tôi có thể mất đi một chút hứng thú, nhưng mà tôi đồng ý với cậu. Chỉ cần cậu chịu làm tiếp, không có gì là không thể thương lượng. Cô biết ai có thể sửa được mật mã của kho tài liệu trung tâm không? Người vào công ty PR lãng nhã như cậu, tôi chẳng qua chỉ là sự giúp đỡ bên ngoài công ty lãng nhã của cậu thôi. Chuyện này nếu không phải là người của công ty lãng nhã thì không thể biết được. Chẳng lẽ người đó không nói cô biết à? Tôi và anh ta, thứ nhất không phải cấp dưới, hai không phải bạn bè, ba không phải tình nhân. Sao anh ta lại nói với tôi chứ? Thêm nữa, mật mã của kho tài liệu trung tâm của công ty lãng nhã đối với tôi không có lợi ích gì. Người ngoài bất kể ra sao cũng sẽ không đến kho tài liệu trung tâm. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Để cậu thất vọng rồi. Tôi cũng không biết kế hoạch tổng thể của anh ta là gì. Tôi và anh ta chỉ là quan hệ giao dịch thôi. Thứ anh ta nói với tôi là thứ tôi nên biết. Thứ tôi nói với cậu cũng là thứ cậu nên biết. Mỗi người chúng ta cố gắng hết sức làm tốt bổn phận của mình. Đừng cứ lo lắng về chuyện không liên quan đến cậu. Tôi có thể vì kế hoạch này mà chia tay với Lữ Tiếu Tiếu, nhưng tôi không thể để em ấy trở thành giống như tôi, ngày nào cũng bị người khác khống chế. Bởi vì cô ấy nghe lời tôi mới vào lãng nhã, mới bị cuốn vào tất cả chuyện này. Tôi phải chịu trách nhiệm. Tra ra bàn tay của ông trời đứng đằng sau. Những người thích la chuyện bao đồng đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đến lúc đó đừng trách tôi sao không nhắc nhở cậu. Lúc hợp tác ban đầu cũng không nói là không cho phép la chuyện bao đồng. Tôi vẫn làm nhiệm vụ, nhưng chuyện bao đồng tôi vẫn phải lo. Kiểm tra giữa kỳ tiến hành không được thuận lợi lắm. Mỗi người đều muốn được điểm cao nhất, mà thành tích của bọn họ đều rất xuất sắc. Thật đau đầu mà. Mỗi lần kiểm tra đều thế này cả. Nếu đã như vậy, tại sao chỉ đặt ra một hạng điểm cao nhất chứ? Jerry, nguyên tắc là nguyên tắc, một chữ cũng không được sửa. Đây là lúc thể hiện năng lực lãnh đạo. Nếu như đến cấp dưới của mình còn không quản được, thì cô làm sao làm sếp? Chi bằng cô ra đại sảnh làm vệ sinh. Không phải cô thích tên nhân viên vệ sinh đó sao? Sao vậy? Cô còn muốn phạm sai lầm mà? Con người ai mà không có lỗi lầm chứ? Chính là câu này của cô. Cô muốn tôi cho cô bao nhiêu điểm? Là anh chấm điểm cho tôi sao? Tôi chấm điểm cho cô. Người chấm điểm cho tôi là những thượng đế trên trời của công ty lãng nhã. Đầu tôi đau muốn chết luôn. Tôi muốn bây giờ được về nhà nhảy vào bồn tắm, ngâm mình trong nước nóng, sau đó trèo lên giường ngủ say nhiệt chết. Bây giờ đã biết cấp trên không dễ làm rồi chứ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thậm chí tôi còn không có sức than vãn. Hay là tôi nói với cô một chuyện này, đấy là tinh thần, không phải chuyện của Trác Nguyên chứ? Không phải. Đang lúc kỳ kiểm tra giữa kỳ đang đến gần, cho cậu ta qua một bên hóng gió đi. Tôi nói cô biết, tôi đã biết trước kia ai là người quản lý kho tài liệu trung tâm rồi. Tôi hy vọng cô giúp tôi chuyện này không liên quan đến kiểm tra giữa kỳ. Bây giờ nói chuyện càng lúc càng có khẩu khí của sếp rồi. Tôi cảnh cáo các cô, trước kỳ kiểm tra giữa kỳ, đừng ai nghĩ rằng có thể dùng bất cứ cách nào đó mua chuộc tôi, đúng chứ? Sếp Lữ, cô yên tâm, tôi cực kỳ tự tin. Chỉ dựa vào thành tích nghiệp vụ của tôi cũng có thể đạt điểm cao nhất. Cô đừng chế giễu tôi nữa. Cô nói rõ thế thì tôi yên tâm rồi mà. Cô nên hiểu cho tôi, đang bị kỳ kiểm tra giữa kỳ làm cho thần hồn nát thần tính, tinh thần suy nhược. Hay là đợi qua kiểm tra giữa kỳ rồi tôi lại nói với cô sao? Để không khiến cô bị tôi thu hút là cho tôi điểm cao nhất, thế không phải sẽ cắn đứt lương tâm lắm sao? Cô tự nói ra xem, xem thử có thu hút nổi tôi hay không. Đi vào con đường gian lận. Người trước đây quản lý kho tài liệu trung tâm tên là Lưu Sơn. Anh ta là một cao thủ máy tính thời đầu. Năm 2004 rời khỏi công ty lãng nhã. Lại là năm 2004. Cô nói gì?
Không có gì, cô nói tiếp đi. Mật mã trước đây là do Lương Sơn đặt. Sau khi anh ta rời đi thì cũng không có nhân viên nào nữa. Cho nên mật mã chắc vẫn là cái trước kia thôi, không có sửa đổi. Nếu như giống như cô nói, mật mã là sinh nhật của cô, vậy người sửa mật mã chỉ có một, đó chính là Lương Sơn. Đây là ai nói cho cô biết? Trác Nguyên. Cô trúng tà rồi à? Một nhân viên vệ sinh như anh ta có thể biết được chuyện này sao? Là Thạch Kiên nói tôi biết. Tại sao cô lại muốn biết tình huống của Lương Sơn? Mỗi ngày đều ảo tưởng bảo thân là nữ chính phim kinh dị. Hôm đó tôi uống say, đã nói với cô ấy chút chuyện về Lương Sơn. Kết quả cô ấy vừa nghe xong thì hứng thú rồi. Một hai bắt tôi đưa anh đến đây để anh nói rõ cho cô ấy biết chuyện của Lương Sơn. Lương Sơn là một thiên tài máy tính. Vừa tốt nghiệp thì đã vào làm việc ở kho tài liệu trung tâm của công ty Lãng Nhã. Cậu ấy tham gia vào việc thu thập, quản lý tài liệu trong kho tài liệu, cho nên không có tài liệu nào mà cậu ấy không biết. Thế Lãng Nhã không sợ anh ấy tiết lộ chuyện cơ mật sao? Sẽ không có đâu. Tính cách Lương Sơn rất cởi mở, nhưng lúc làm việc anh ấy nổi tiếng là miệng kín như bưng. Từng có một lần tôi hẹn anh ấy đi uống rượu. Sau khi chút say anh ấy hỏi chuyện trong kho tài liệu trung tâm, kết quả anh ấy vẫn giống như lúc tỉnh, trả lời vẫn kín như bưng. Sau này tôi nói đùa với anh ấy, có phải anh trải qua huấn luyện đặc thù gì đó của công ty Lãng Nhã rồi không? Vậy có phải năm 2004 anh ấy rời khỏi Lãng Nhã? Năm 2004 Lãng Nhã rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại biết năm 2004 Lãng Nhã xảy ra chuyện? Giang hồ đồn thổi, giang hồ đồn thổi thôi mà. Bây giờ vẫn còn người đồn thổi chuyện này. Năm 2004 đối với Lãng Nhã giống như là ở trong thế giới của Harry Potter thì cấm kỵ không được nhắc tên Voldemort vậy. Các cô làm sao biết được những thứ này? Đây là một câu chuyện khác. Chúng ta nói xong chuyện này trước. Năm 2004 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết. Lúc đó chức vụ của tôi rất thấp. Tôi chỉ biết là tất cả sếp lớn của công ty Lãng Nhã đều đổi hết rồi. Nghe nói là đã xảy ra chuyện lớn, còn kinh động đến tổng bộ ở Hoa Kỳ. Lương Sơn cũng là vào lúc đó rời khỏi Lãng Nhã. Sau khi anh ấy rời khỏi Lãng Nhã, con người cũng thay đổi luôn. Tôi không còn nhìn thấy anh ta cười nữa. Lúc bắt đầu tôi với anh ta còn liên lạc, sau đó dần dần cũng xa cách rồi. Vậy đã xảy ra chuyện gì đối với anh ấy? Cái này không ai biết cả. Tôi chỉ biết sau khi anh ấy rời khỏi thì cũng không có làm việc cho bất cứ công ty lớn nào nữa. Sau đó ở một siêu thị máy tính làm nhân viên bảo trì phần mềm. Siêu thị máy tính nào? Số 131 đường Thế Kỷ. Chuyện của tôi nói xong rồi, tiếp theo nên nói chuyện của cô rồi. Các người đẹp, nếu như kỳ kiểm tra ngày mai tôi đạt điểm cao nhất, đó là không phải do tôi, cũng không phải do quan hệ người thân giữa tôi và Lữ Tiếu Tiếu, mà là do quy tắc chấm điểm của Lãng Nhã. Thật sự là không hợp với tôi lắm. Nếu như tôi đạt điểm cao nhất thì đừng trách tôi đó. Muốn trách thì trách Lãng Nhã đi. Nghe rõ chưa các người đẹp? Giám đốc Mã, bây giờ đã bắt đầu tuyên truyền rồi. Vậy nếu ngày mai không đạt điểm cao nhất thì không phải rất mất mặt sao? Cô lo lắng rồi. Tôi lo lắng à? Dựa vào thành tích nghiệp vụ của An Nhược Huệ tôi, sao tôi phải lo lắng chứ? Tay vô thức nắm váy chính là biểu hiện của lo lắng, không tự tin. Có thể trước mặt giám đốc Mã, người có tự tin đi nữa cũng sẽ biểu hiện không tự tin thôi. Thế không phải tôi có lợi quá rồi sao? Tôi tin rằng ngày mai Lữ Tiếu Tiếu chắc chắn sẽ giúp cô. Nhưng tôi lại không tin cô ấy dám to gan lớn mật như vậy. Hôm nay tôi cũng tính là đã biết cái gì gọi là yên tĩnh giữa thành phố ồn ào rồi. Làm việc ở Lãng Nhã bao nhiêu năm, cuối cùng lưu lạc đến mức phải làm việc ở chỗ như chợ rau thế này. Thạch Kiên à, cái tiệm đó ở đâu vậy? Chắc không đúng rồi. Chúng ta lại đi sai rồi. Đã đi ba vòng rồi đó. Thạch thiếu gia, nếu anh không biết đường, đừng dẫn đi lung tung có được không? Xin lỗi, tôi chưa từng đến chỗ này.
Anh đùa kiểu gì vậy? Anh biết tôi muốn giết người đến mức nào không? Vậy mới mua hôm qua, chân tôi sắp què rồi nè. Được rồi, được rồi, bình thường mà. Thiếu gia thường sẽ không đến những chỗ này. Đồ vô dụng mới gọi là thiếu gia. Cao kiến. Tìm thấy rồi. Đi nào. Xin hỏi anh là Lương Sơn sao? Không phải tôi. Hôm nay anh ấy nghỉ phép. Anh có thể cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà của anh ấy không? Chúng tôi có chuyện gấp tìm anh ấy. Tôi là bạn gái của anh ấy. Tôi mang thai rồi. Alo. Được rồi. Tôi đang ở công ty. Tôi đến ngay đây. Giải thích lý thuyết hệ thống cơ bản EM và lý thuyết hệ thống nâng cao NIMIU. UN Sensa S cung cấp hệ thống quản lý mạng và tổ chức NASENS. Xin chào, tôi bên giao hàng Zida. Bưu kiện này gửi cho ông Lưu Sơn. Cần có chính chủ ký nhận. Xin hỏi anh ấy có ở đây không? Chuyển đi từ lâu rồi. Tôi chỉ cho cậu địa chỉ nhé. Cảm ơn. Cái chỗ quỷ quái gì vậy? Cô không sao chứ? Xem ra tôi chỉ có thể sống trong khu người giàu. Tôi cõng cô nhé. Mới nãy Lữ Tiếu Tiếu nói là thật sao? Đúng vậy. Nếu không sao cô ấy chạy nhanh thế được? Đến rồi. Có ai không? Có ai không? Có ai không? Các người tìm ai? Cháu tìm Lưu Sơn. Lưu Sơn chuyển đi từ lâu rồi. Chuyển đi rồi sao? Lương Sơn đúng không? Cút đi. Lương Sơn đừng chạy. Đừng chạy. Trác Nguyên. Đó không phải nhân viên vệ sinh của Lãng Nhã sao? Chạy nhanh vậy không sợ rơi mất con à? Nói tầm bậy tầm bạ.
Bàn tay của ông trời. Cái gì? Tôi nhớ biển số xe rồi. Giúp tôi cái. Cái gì? Giúp tôi kiểm tra chủ nhân chiếc xe này. Xin lỗi, không giúp được cậu đâu. Thay đổi nhanh vậy. Đừng vậy mà, người anh em tốt. Trác Nguyên, cậu vượt quá giới hạn rồi. Là nói với tôi cái này à? Vì một cô gái không đáng đâu. Anh là Hoàng Khải nên tôi tha lỗi cho anh.